thì mình sẽ đi theo cái thứ tự như thế thì nó mới thế, nó mới nhanh, nó mới hoàn thành được công việc. Thì bây giờ cái đầu tiên là cái số 1, tức là cái identify cái risk ra ấy, thì mình sẽ identify nó là khả năng lây nhiễm COVID giữa hành khách và nhân viên hàng không trong quá trình làm thủ tục, đúng không ạ? Thế là xong thì thứ nhất mọi người thống